Ngoại trưởng Hoa Kỳ trấn an các lãnh đạo Iraq vùng vịnh về thỏa thuận hạt nhân Iran, tin từ Doha, Qatar. Hôm nay, các quốc gia Ả Rập vùng vịnh đã nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry rằng thỏa thuận hạt nhân của Iran phải mang lại ổn định và quan hệ láng giềng tốt. Ngoại trưởng Qatar Khalid Al-Attiyah đã chào đón ông Kerry đến Qatar để dự cuộc đàm phán với 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng vịnh GCC nhằm đàm phán về giá trị của thỏa thuận lịch sử giữa Iran và các cường quốc thế giới. Trong một bài diễn văn khai mạc ngắn gọn, Ngoại trưởng Al-Attiyah nói rằng Liên minh GCC muốn bảo đảm rằng vũ khí hạt nhân không tạo ra mối đe dọa cho khu vực, với việc công nhận quyền của các quốc gia trong khu vực sử dụng công nghệ hạt nhân cho mục đích hòa bình phù hợp với các quy định quốc tế. Hầu hết các quốc gia Ả Rập vùng vịnh đang lo lắng rằng hiệp ước ngày 14 tháng 7 giữa Iran và Hoa Kỳ và các cường quốc khác sẽ thúc đẩy sự hòa dịu giữa Tehran và Washington và khuyến khích quốc gia Cộng hòa Hồi giáo hỗ trợ cho các đồng minh bán quân sự trong khu vực. Tháng trước, 6 cường quốc trên thế giới đã đồng ý dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran để đổi lại Tehran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân của mình mà Tây Phương nghi ngờ là nhằm mục đích phát triển một quả bom nguyên tử, nhưng Tehran luôn nói rằng chỉ nhằm để phát triển năng lượng hòa bình. Nói chuyện tại Ai Cập vào ngày Chủ nhật, ông Kerry nói Hoa Kỳ đã gọi Iran là nhà tài trợ khủng bố số 1 của thế giới, nhưng đây cũng chính là lý do tại sao cần phải bảo đảm là Tehran không có được một vũ khí hạt nhân. Tại thủ đô Qatar, ông Kerry đã gặp các thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng vịnh bao gồm Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, Oman và Qatar. Ông cũng sẽ tổ chức hội đàm ba bên với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Saudi Abdel Al-Jubeer để bàn về cuộc chiến ở Syria.